đến đây với vai trò là ban giám khảo và cũng là nhà tài trợ chính chiếc vương miện cho cuộc thi Hoa hậu. Chiếc vương miện năm nay là Diễm đặt cho những bông hồng sa mạc. Mang ý tưởng là cuộc thi mình dành cho doanh nhân tại Dubai. Đây là chiếc vương miện do Kim Kyung Park chế tác, cũng là tài trợ cho chương trình Hoa hậu doanh nhân toàn cầu tại Dubai. Những viên đá trên đây là những viên đá sapphire, đây là ruby, còn những hạt đây là những hạt sòn. Chiếc vương miện này làm bằng bạch kim và trị giá chiếc vương miện này là 1.500.000.000. Riêng cái vương miện này, Diễm đích thân là người thiết kế 3D là trong vòng 30 ngày mới thành một chiếc vương miện 3D, và sau khi đó đưa qua cho thợ kim hoàng của Kim Long Phát chế tác cái vương miện này là trong vòng 2 tháng. Và mỗi một chương trình là Diễm chế tác một mẫu vương miện khác nhau. Diễm cũng là từng là thí sinh của bên công ty Sao Việt, và năm 2017 Diễm đã từng thi Hoa khôi doanh nhân và cũng được hai giải. Giải thứ nhất là Á 2, Hoa khôi Á 2, còn một giải nữa là Hoa khôi được yêu thích nhất. Thì từ khi mà Diễm đi thi về thì Diễm, bản thân Diễm thay đổi rất là hoàn toàn, ngoài bề ngoài xinh đẹp hơn và mạnh mẽ hơn, và Diễm cảm thấy mình rất là tự tin khi mỗi lần bước ra đường, và công việc của Diễm rất là trao chảy sau khi đi thi về.